Những hình ảnh có trong đoạn phim ngắn đưa ra những cảnh quay hòng của các diễn viên đình đám trong phim như Iron Man, Captain America, Spider-Man hay Thor. Đoạn phim này được đưa ra ngay trước thềm hãng Disney dự định phát hành bản digital và Blu-ray DVD. Dù phiên bản chính thức đã được tung ra từ rất lâu, nhưng các fan hâm mộ vẫn luôn mong ngóng đến phiên bản digital và Blu-ray DVD, nơi mà nhiều cảnh quay cũng như tình tiết mới sẽ được tiết lộ. Avengers: Endgame đã chính thức cán mốc doanh thu 2,79 tỷ đô la Mỹ toàn cầu vào cuối tuần qua, phá vỡ kỷ lục của Avatar năm 2009 sau gần 10 năm. Đây là một bộ phim nhận được sự yêu thích của rất đông người hâm mộ điện ảnh, bởi vậy không có gì ngạc nhiên khi tất cả những gì liên quan đến bộ phim này đều được ủng hộ.